Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020. Chương trình thời sự gồm những nội dung chính sau đây. Hội khuyến học phường Châu Phú B tổ chức đại hội đại biểu Hội khuyến học phường Châu Phú B lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang Cửa hàng Honda Animet Châu Đốc 2 tổ chức chương trình 4S tri ân khách. Các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2020 tại các phường xã. Và bây giờ là phần tin chi tiết. Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Hội khuyến học phường Châu Phú B tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường Châu Phú B lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tham dự có bà Lý Kỳ Phượng, Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Châu Đốc. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng quỹ, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của ban ngành đoàn thể, Hội Khuyến học Phường cho Phú B đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn phường có 6.230 hội viên sinh hoạt tại 25 chi hội, hai ban khuyến học cơ quan, một khu dân cư khuyến học. Tổng số gia đình đạt gia đình học tập là 5.888 gia đình, 6 dòng họ học tập. Bên cạnh đó, Hội quan tâm xây dựng quỹ khuyến học đã dẫn động được trên 165 triệu đồng hỗ trợ tặng quà, khen thưởng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hội còn phối hợp tổ chức 54 lớp dạy nghề ngắn hạn có 1.850 lượt người tham dự. Thực hiện chương trình tiếp bước đến trường, trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học phường đã cấp phát cho trên 679 em học sinh thuộc diện nghèo cận nghèo trên 80 triệu đồng tiền mặt, 13.420 quyển tập, trên 679 bộ sách giáo khoa, 5.860 kg gạo. Ngoài ra, các chi hội khóm cũng đã cấp phát trên 3.600 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 319 triệu đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 15 thành viên, bà Đặng Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Châu Phú B, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học Phường Châu Phú B lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong dịp này, Quỹ ban Nhân dân Phường cho Phú B đã trao tặng giấy khen cho một tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động hội khuyến học Phường. Ngày 30 tháng 9, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang, cửa hàng Honda Angimed Châu Đốc 2 tổ chức chương trình 4S tri ân khách hàng. Chương trình đã thu hút sự quan tâm, tham gia của trên 300 khách hàng. Tại đây, khách hàng được tư vấn, hướng dẫn lý thuyết và thực hành lái xe an toàn và chạy thử xe Winner. Tham gia các dịch vụ chăm sóc khách hàng như kiểm tra và thay dầu nhớt miễn phí, trưng bày phụ tùng Honda chính hãng. Đây là hoạt động ý nghĩa do cửa hàng Honda Anzimed Châu Đốc 2 tổ chức với mục đích tri ân tới tất cả quý khách hàng đã và đang sử dụng các sản phẩm cũng như dịch vụ của Honda và góp phần nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông. Và sau đây là các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2020 tại các phường xã. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, phường Đoàn Châu Phú B tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Trong đêm hội, các em được xem chương trình văn nghệ, các tiết mục múa lân đặc sắc. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên phường Châu Phú B đã trao tặng 250 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 37 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi cho các em tham gia trong dịp Tết Trung thu, qua đó góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường. Tối ngày 29 tháng 9, Đoàn Thanh niên Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Châu Phú A tổ chức vui hội trăng rằm cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Trong chương trình vui hội trăng rằm năm 2020, các em được xem biểu diễn các tiết mục văn nghệ về hoạt cảnh chú cụi, chị Hằng, đố vui và các trò chơi dân gian. Dịp này, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phường tặng 110 phần quà cho các em thiếu nhi hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Qua đó, nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp quỹ đảng đối với công tác giáo dục, chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho các em vui Tết Trung Thu, đồng thời cổ vũ động viên các em hăng sai học tập. Chiều ngày 29 tháng 9, Đoàn quỹ Công an phối hợp và Phụ nữ Công an thành phố Châu Đốc tổ chức vui Tết Trung Thu năm 2020 cho con cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Châu Đốc. Tại đây, các em thiếu nhi được tham gia giao lưu văn nghệ, đêm hội trang rằm các em còn được nhận quà trung thu và tặng khen thưởng cho các cháu con cán bộ chiến sĩ công an có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020. Đây là dịp nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh vui tươi phấn khởi cho các cháu là con cán bộ chiến sĩ công an thành phố, đồng thời thể hiện sự quan tâm của đảng ủy và lãnh đạo công an thành phố đối với con cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thành phố, qua đó giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hoạt động khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Ngày 30 tháng 9, Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức họp chuyên môn các đơn vị đăng ký tham gia hội thi thể dục dưỡng sinh tỉnh An Giang năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Hồng Công, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh An Giang, trưởng ban tổ chức hội thi, ông Nguyễn Đức Linh, giám đốc Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Tại buổi họp, ban tổ chức thông báo thời gian chương trình khai mạc, công tác chuẩn bị của các đơn vị, hội thi thể dục dưỡng sinh năm nay diễn ra vào ngày 1 tháng 10 tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang với 11 đội tham dự đến từ các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngày 30 tháng 9, ủy ban nhân dân phường Dĩnh Mỹ tổ chức hỗ trợ tiền cho các đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Đợt này, Quỹ ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ tiến hành phát tiền hỗ trợ cho 460 lượt người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng số tiền 460 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố và phường hỗ trợ. Qua đó, thể hiện sự quan tâm kịp thời của đảng, chính quyền địa phương góp phần giúp họ an tâm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Ngày 30 tháng 9, tại trường trung học cơ sở Trương Gia Mô, phường Đoàn Núi Sam phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc tổ chức buổi truyền thông cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên thanh niên năm 2020. Tại đây các em học sinh được nghe các nội dung về luật hôn nhân và gia đình, những kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên, những tác hại của tảo hôn, giúp các em nâng cao kỹ năng sống trong chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Qua đó, góp phần giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn trong vị thành niên, thanh niên, nâng cao hiểu biết cung cấp kiến thức, thái độ và kỹ năng thực hành của chị thành niên, thanh niên về kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản và dịch vụ dân số kế hoạch quá gia đình. Phường đoàn cho Phú B vừa tổ chức phát quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020-2021. Dịp này, có 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà. Đây là những phần quà do đoàn viên thanh niên phường dẫn động, hội thiện nguyện rạch giá hỗ trợ, Thông qua đó góp phần mang lại niềm vui cho các em vượt qua khó khăn, dương lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.